Chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hôm nay ngày 29 tháng 9 cũng là ngày Tết Trung Thu. Thời tiết có phần chuyển tốt, tạnh ráo vào buổi tối nên thuận lợi hơn cho các hoạt động vui chơi, phá cỗ của các em thiếu nhi. Cụ thể, sau hơn 24 giờ có mưa lớn diện rộng tập trung ở đồng bằng gây ảnh hưởng tới sinh hoạt của mọi người, thì sang trưa chiều nay, đới gió đông nam hoạt động yếu dần nên trời có nắng mây đan xen, số điểm mưa vừa đến mưa to giảm hẳn. Tuy nhiên, người dân vùng núi vẫn cần đề phòng với nguy cơ xảy ra sạt lở đất đá khi mưa đã kéo dài nhiều ngày nay. Đến tối nay thì trời còn nhiều mây, song khả năng mưa ít, việc trông trăng đón chị Hằng của các em nhỏ Bắc Bộ vẫn cơ bản diễn ra thuận lợi. Với miền Trung, khi đới gió đông nam ẩm yếu đi, chỉ còn Thanh Hóa là có mưa dông, thì các nơi khác của miền Trung dọc từ Nghệ An trở vào đến khu vực Bình Thuận cơ bản dứt mưa. Ngày Trung Thu trời nắng ráo, nhiệt độ ở mức là từ 31 cho đến 34 độ, thời tiết tương đối thích hợp cho các hoạt động vui chơi của các em nhỏ trong đêm rằm tháng 8. Ở phía Nam, gió mùa Tây Nam cũng đang trong giai đoạn suy yếu. Trong ngày thì Tây Nguyên và Nam Bộ trời tạnh ráo có nắng. Những cơn mưa rào và dông vẫn còn xuất hiện trong chiều và tối ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ, nhưng thời gian mưa tập trung nhiều trong khoảng từ 15 đến 19 giờ. Sau 19 giờ thì sẽ không còn mưa nữa nên là ủng hộ cho các hoạt động phá cỗ Trung Thu. Trên biển, gió trên các khu vực biển đều giảm cấp. Tuy nhiên, ở khu vực phía nam của Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa còn có mưa rào và dông rải rác, khiến tầm nhìn giảm thấp và nguy cơ tố lốc trong cơn dông. Còn ở khu vực Bắc và giữa của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa không mưa, gió nhẹ. Đến đây, bản tin thời tiết sáng ngày 29 tháng 9 xin được khép lại. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo yêu cầu Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, các địa phương khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ không được lơ là, chủ quan, triển khai có hiệu quả công tác ứng phó hậu quả mưa lũ. Theo đó, khẩn trương rà soát sơ tán ngay những hộ dân ở khu vực nguy hiểm, không đảm bảo an toàn, nhất là vùng trũng thấp có nhiều khả năng bị chia cắt, cô lập do ngập lụt sâu. Các khu vực có nguy cơ cao bị sạt lở đất, lũ quét, không để xảy ra chết người. Kịp thời hỗ trợ lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm cho các hộ có nguy cơ bị thiếu đói, kiên quyết không để người dân nào bị thiếu đói. Tổ chức kiểm soát chặt chẽ việc đi lại qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực sạt lở và có nguy cơ bị sạt lở, không cho người dân và phương tiện đi qua lại nếu không đảm bảo an toàn. Có phương án đảm bảo an toàn cho học sinh tại các khu vực bị ngập lụt, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn tại các cơ sở hạ tầng đang trong quá trình thi công, đê điều, hồ đập, nhất là các công trình sung yếu, kịp thời huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ ngay sau khi nước rút, sẵn sàng lực lượng để cứu hộ cứu nạn khi có tình huống xảy ra, tổ chức dự báo cảnh báo mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét, cung cấp đầy đủ kịp thời thông tin dự báo cảnh báo, hướng dẫn công tác tổ chức giao thông và đảm bảo an toàn giao thông tại các khu vực bị ảnh hưởng.